Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Xiaomi các bạn ha. Thì những ngày cuối tuần này xem Xiaomi có khuyến mãi gì đặc biệt không các bạn nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào con Xiaomi Mi 10T R bùng nổ sáng tạo. Đây 10T R. Máy rất là khủng của Xiaomi. Màn hình với tần số 144Hz các bạn. Quá khủng. Thì con Xiaomi 10T R này hiện tại là giá là 12.990.000. Khi các bạn mua sẽ được tặng cái gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng, bảo hành 24% miễn phí, 0% miễn phí bảo hiểm luôn. Con này thì nó sử dụng Qualcomm là 685 8 nhân RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB. Camera chính lên đến 108 megapixel nha, và thêm hai camera phụ, mỗi camera 13 và 5. Pin 5000 và có hỗ trợ sạc nhanh. Con này xài quanh màn hình là 6.67 inch Full HD LED luôn. Quá đẹp. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Xiaomi Poco X3 NF. Con này các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Đây Poco X3 NFC Poco. Camera thiết kế rất là đặc biệt. Con Poco này hiện tại thì nó sử dụng là màn hình 6.67 inch Full HD LED các bạn. Qualcomm 732G. Màn 60mm và có hỗ trợ sạc nhanh nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có con Xiaomi Redmi 9 phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Giá là 3990. Giảm giá được 200.000 khi các bạn mua từ ngày 20 đến ngày 21. Trả góp 0% lãi suất miễn phí bảo hiểm ha. Đây, Redmi 9 màu tím. Quá đẹp. Con này thì màn hình là 6.5. Con chip là Helio G80 8 nhân. 4 camera phía sau các bạn ha. 5020mm và có hỗ trợ sạc nhanh. Rồi, tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có con Xiaomi Redmi Note 9. Giá là 4990. Khi các bạn mua sẽ được giảm giá 200.000. Cái này có thể là cho khu vực miền Tây thôi. Trả góp 0% lãi suất. Đây, Redmi Note 9 màu xanh. Rồi, cái con này thì nó ra 8GB các bạn ha. Nhưng mà chạy con chip là Helio G85. 4 camera sau với 13 pin 5020mAh và có hỗ trợ sạc nhanh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Xiaomi Redmi Note 9S. Chiếc máy này là chiếc máy màu trắng các bạn ha. Thì Note 9S hiện tại là giá là 1.000, các bạn mua sẽ được giảm ngay 300.000 từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11. Trả góp 0% lãi suất miễn phí bảo hiểm luôn. Không lãi suất thôi, không có miễn phí bảo hiểm các bạn ha. Con này RAM 6GB. Chạy là con chip Qualcomm 720 8 nhân. Pin 5020mAh và camera sau. Chính RO phiên bản 120. Giảm được 300.000 từ ngày 20. Đây, nó chính RO. Con này thì hiện tại là nó chạy con Qualcomm là 720G 8 nhân nha. Thiết kế RO 47 luôn, quá đẹp. Con này RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB các bạn. Camera thì camera sau là 64MP, pin 5020mAh và có hỗ trợ sạc nhanh các bạn ha. Thì mình vừa giới thiệu bạn sơ lược về giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Xiaomi. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới nha. Mình sẽ phản hồi bạn lại sau. Bye.